nhằm mục đích tôn vinh nhan sắc, tài năng và bản lĩnh của những nữ doanh nhân Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2018 được diễn ra trên du thuyền 5 sao đã chính thức khép lại tại đất nước Nhật Bản. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi ý nghĩa dành cho những người phụ nữ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn là nơi để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bằng sự tài năng và bản lĩnh, thí sinh Minh Thảo số báo danh 12 đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2018. Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Bảo Trâm số báo danh 01. Hai á hậu 2 là Nguyễn Thiên Ngọc số báo danh 06 và Phạm Huyền Trang số báo danh 10. Tối ngày 25 tháng 10 vừa qua, đoàn Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2018 đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau gần một tháng diễn ra cuộc thi. Trở về nước trong sự chào đón của truyền thông cùng người hâm mộ và gia đình, các người đẹp đã không khỏi bồi hồi và hạnh phúc khi chia sẻ cùng phong cách và cuộc sống. Là một cái nữ doanh nhân thì mình muốn là một cái cầu nối cho những cái người thành đạt, những người có điều kiện, những y bác sĩ, những đồng nghiệp của mình sẽ chia sẻ những cái tấm lòng cho những cái mảnh đời bệnh nhân, những cái người khó khăn trong xã hội. Em rất là vinh dự khi mà được làm Á hậu 1 của Hoa hậu Doanh nhân quốc tế được diễn ra tại du thuyền 5 sao tại Nhật. Em xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi, một cuộc thi cho các nữ doanh nhân chúng em có cơ hội thể hiện bản thân mình, giao lưu học hỏi văn hóa. Quay trở về Việt Nam thì là trong lòng rất là hồi hộp. Ngôi vị Á hậu 1 cũng là và một giải phụ nữa cũng là sự kiên trì, nỗ lực và không ngừng phấn đấu của em trong 6 tháng qua. Trong chuyến đi thì để lại rất là nhiều ý nghĩa, chắc là hết cuộc đời này cũng không bao giờ quên được. Trong cuộc thi nào cũng có khó khăn, nhưng mà cái ý chí của mình, của em thì là khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được. Một người chị xem như là dẫn dắt và tạo nhiều cơ hội từng bước đi để được ngôi vị hôm nay thì là công sức của chị quá lớn và quá nhiều. Đấy là chị Hoa Khôi Bảo Ngọc. Cảm ơn chị Hoa Khôi Bảo Ngọc và ban tổ chức đã tạo ra sân chơi này. Nói chung là cái cảm xúc mà lúc mà mình khi mà mình đăng quang Á hậu 2 ấy, mình cảm thấy rất là xúc động ấy, vì mình cũng nghĩ là mình có thể đăng quang được cái vị trí cao như thế. Đặc biệt trong đoàn trở về có sự xuất hiện của Hoa Khôi Bảo Ngọc, đại sứ hình ảnh và là một trong những người cầm cân nảy mực của cuộc thi. Ngoài ra còn có ông Lê Ngọc Hưng là trưởng ban tổ chức cũng trở về trong sự vui mừng với thành công của cuộc thi. Cuộc thi kết thúc thành công tốt đẹp thì bản thân Hưng cảm thấy rất là vừa lòng với cái kết quả mà diễn ra. Người tổ chức lần đầu tiên trên du thuyền thì Hưng cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Thì cái thông điệp Hưng muốn gửi tới tất cả các thí sinh đoạt giải Hoa hậu, Á hậu thì luôn luôn giữ hình ảnh, rồi kết nối các doanh nhân với nhau để các chị em doanh nhân Việt Nam mình tự tin hơn để thể hiện bản thân mình. Với vai trò là ban giám khảo và đặc biệt là giữ nhận cho mình một cái trọng trách rất là quan trọng là đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc tế được tổ chức lần thứ nhất. Sau khi cuộc thi diễn ra một tuần lễ trên du thuyền 5 sao tại đảo Okinawa của Nhật Bản thì đối với Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc cảm thấy là cuộc thi đã thành công rất là tốt đẹp. Ban tổ chức và ban giám khảo cũng đã chọn ra được Hoa hậu là Đỗ Minh Thảo và Á hậu 1 là Nguyễn Bảo Trâm và còn các ngôi vị Á hậu 2, Á hậu 3 và những giải thưởng Miss Người Đẹp, Miss Trương Mặt Thái v.v. Đối với cuộc thi lần này thì Bảo Ngọc rất hài lòng về những thí sinh. Tuy rằng các chị em doanh nhân lần đầu tiên đứng trên sàn diễn nhưng mà đã chứng tỏ được cái bản lĩnh thật sự của mình. Bảo Ngọc mong rằng sau cuộc thi lần thứ nhất thì năm sau sẽ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc tế sẽ được diễn ra ở một nước lần này thì châu Á, nhưng mà năm sau thì mong rằng sẽ tiến xa hơn nữa, châu Âu chẳng hạn. Mong rằng quý vị khán giả và các chị em doanh nhân trong nước Việt Nam hoặc là trên toàn thế giới luôn luôn theo dõi và ủng hộ chương trình. Cảm ơn rất nhiều. Hy vọng rằng với cương vị này, Hoa hậu và các Á hậu sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình với quê hương đất nước Việt Nam.